Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Như vậy là trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Cô Dâu Hại Thần, tác giả Tịch Hạ. Và ngày mai chúng ta sẽ bước qua một bộ truyện mới, một sáng tác của Thảo Trang, Ngủ Cùng Người Chết. Quý thính giả cùng hãy đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhé. Và đối với những sáng tác của Tịch Hạ, luôn có một cái màu sắc cũng như một cái cốt truyện rất là đặc biệt, theo một cái trường phái rất là riêng biệt. Quý thính giả nào nếu như yêu thích những thể loại như thế này, yêu thích văn chương của Tịch Hạ, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc nhấn theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video, quý thính giả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của Cô Dâu Hại Thần, Tịch Hạ. Vũ Sơ Yến không biết cổ ngữ, nhưng theo những gì Tô Mục Dương đã viết thì nó là nội dung của Sơn Thần và Hải Thần đời trước. Trong thư nói rằng hòa bình của núi và biển được kéo dài vĩnh viễn vô thời hạn, và Hải Thần đã đặc biệt phê duyệt rằng Sơn Thần lúc nào cũng có thể đến làm khách tại hải giới. Nước cờ này của Vũ Sơ Yến khiến cho Hải Ly không thể nào lường trước được. Cô ta khẽ cau mày khó chịu, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch để đối phó với kẻ phiền toái này. Việc đầu tiên của Vũ Sơ Yến khi vào hải cung là đi đến chỗ Hồ Phục Sinh. Hòa Tý vừa nhìn thấy cô thì không hiểu sao lại nằm phục xuống đất và kêu en ét. Ánh mắt của nó như sợ hãi cầu xin tha mạng. Sơ Yến không hiểu, cô ngồi xuống bên cạnh Hòa Tý, đưa tay sờ lên đầu nó rồi nói: "Ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ngược lại, nếu ngươi cảm nhận được gì từ anh ấy, làm ơn hãy nói cho ta biết." Hòa Tý từ từ cọ đầu vào tai cô. Cô cũng nhắm mắt mà cảm nhận. Tuy rằng chỉ là ăn may, nhưng cuối cùng cô lại có thể cảm nhận được những gì mà Hòa Tý cảm nhận được. Lạc Trị Ngư vẫn còn sống, hắn vẫn chưa chết. Chú Phục Sinh đang cố gắng chữa trị cho hắn ở đâu đó trong hồ này. Cảm tạ biển cả. Vũ Sơ Yến vô thức vui vẻ. Cô không biết từ lúc nào đã mặc nhận bản thân mình là vợ của Lạc Trị Ngư. Hòa Tý chẳng cố cọ cọ để nói với cô rằng cô có một sức mạnh tiềm ẩn, một sức mạnh đáng sợ. Nhưng cô không hề cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy gần đây tràn đầy sức sống, làm cái gì cũng rất dễ dàng. Nghe Hòa Tý nói vậy, cô mới nhớ ra đám mị linh thú vì sao lại đột nhiên đi theo cô, hơn nữa còn nghe lời trăm trắp như thế. Chỉ có điều cô bản tính không được thông minh, cũng không có tham vọng gì, thành ra nghĩ một hồi không hiểu thì trực tiếp bỏ qua. Gần Hồ Phục Sinh thật sự có rất nhiều thứ kỳ quái, cho nên số người lui tới đây thật sự rất ít, hoặc không có ai dám đến. Đám hải binh thị nữ không cần nói, ngay cả Hải Ly và Rùa Thần không hiểu sao cũng không đến quấy rầy. Vũ Sơ Yến chỉ ở xung quanh đó, thi thoảng lại vào trong đình ngồi. Thị nữ mỗi ngày đều đem cơm tới đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Hoặc nói trắng ra là bọn họ sợ cô còn hơn cả quỷ ở vực tử vụ. Kỳ lạ là Sơ Yến đã ở đây gần 10 ngày, đã ngủ trong đình rất nhiều lần nhưng không hề gặp bất cứ thứ gì. Đây có lẽ là khoảng thời gian an nhàn nhất của cô sau bao nhiêu năm tháng phong ba bão táp. Mặc cho ngoài kia thay đổi lớn đến chừng nào, cô cũng không muốn quan tâm. Cứ yên lặng ở đây chờ đợi, đợi một ngày Lạc Trị Ngư quay trở lại. Hôm nay là ngày thứ 30 Vũ Sơ Yến chờ đợi, và không phụ lòng cô, Lạc Trị Ngư đã quay trở lại. Lúc ấy cô đang ngủ gật bên cạnh Hòa Tý ở cạnh Hồ Phục Sinh. Lạc Trị Ngư và Chu Phục Sinh ra khỏi hồ. Tuy Lạc Trị Ngư đã hoàn toàn bình phục, nhưng Chu Phục Sinh lại không ổn lắm. Hắn vừa ra khỏi hồ đã nhanh chóng đi vào trong đình, tạo một kết giới dày đặc như tổ kén để tự chữa cho mình. Hòa Tý nhìn thấy Lạc Trị Ngư ra ngoài thì vui tới nỗi không ngồi yên được, mà chạy lòng vòng xung quanh hồ. Ấy vậy mà Sơ Yến lại có thể ngủ say như chết. Lạc Trị Ngư nhìn thấy mái tóc đã bạc phơ của cô, hắn khẽ cau mày, lòng đau như cắt.
trong cái lúc mà hắn không có mặt ở đây, cô đã trải qua những gì. Lạc Trị Ngư nhẹ nhàng đến bên cạnh Sơ Yến. Hắn đưa tay vén mớ tóc lụp xụp xuống khuôn mặt của cô, dịu dàng nói: "Xin lỗi, ta về muộn rồi." Sơ Yến choàng tỉnh, cô mở mắt ra. Thứ nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt của Lạc Trị Ngư. Một Lạc Trị Ngư bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Hóa ra cảm giác chờ đợi một người quay về chính là như vậy. "Lạc Trị Ngư, hoan nghênh trở về." Cô choàng tay ôm cổ Lạc Trị Ngư. Cô phát hiện ra dường như bản thân rất thích ôm cổ hắn. Mỗi lúc như vậy, cô cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái. Đột nhiên Lạc Trị Ngư mang vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tay sờ lên tóc cô, rồi nói: "Sơ Yến à, em có tóc bạc nè." Đó là câu nói đáng sợ nhất đối với phụ nữ. Sơ Yến cũng không ngoại lệ. Cô nghe thấy như thế thì vội vã sờ lên đầu mình. Sau khi chạm trúng tay của Lạc Trị Ngư, cô mới nhớ ra tóc của mình giờ đây đã hoàn toàn biến thành màu trắng, thì không khỏi tức giận. Lạc Trị Ngư trúng ánh mắt liếc xéo của cô thì vội vã cười hối lỗi: "Ta xin lỗi, chỉ có điều em thật sự hợp với tóc trắng đó, rất đẹp. Ngoan, quay đầu sang đây, ta chải tóc cho em." Hai vợ chồng nhà này giờ đây thực sự bất cần đời luôn rồi. Hạ giới bị người ta đánh chiếm cũng không lo, chỉ lo ngồi đây tình tứ chải tóc sao. Lạc Trị Ngư tuy rằng chải tóc tệ đến không có lời nào có thể diễn tả, nhưng Sơ Yến vẫn ngoan ngoãn ngồi mà chịu đựng. Hắn lấy tay chải chải một lát, ước chừng đã suông, thì vén tóc ở hai bên tai cô về sau, rồi mới nói: "Trang sức này rất đẹp, nhất định phải để lộ ra ngoài cho người khác chiêm ngưỡng chứ." Nói xong, hắn biến từ trong tay ra một chiếc kim quang màu đen tuyền, có hình dáng vô cùng đẹp đẽ và lạ mắt, cố định mớ tóc kia cho Sơ Yến. Kim quang có hoa văn mềm mại như một cơn sóng. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một vật nhỏ có hình dáng như con người đang cưỡi sóng. Sau khi hắn cảm thấy đã vô cùng hoàn mỹ, mới đứng dậy chìa tay ra, rồi nói: "Đi thôi." "Đi đâu?" Tuy hỏi như vậy, nhưng cô vẫn nắm lấy tay hắn mà đứng lên. Lạc Trị Ngư siết chặt bàn tay của cô, nhẹ nhàng nói: "Về nhà." Phía Hải Ly lúc này, cô ta đang dẫn binh truy bắt Kỷ Vấn Hạnh. Hôm trận chiến kết thúc, sau khi Vũ Sơ Yến đưa Tô Mục Dương rời đi, thì Hải binh đã vào bắt Kỷ Vấn Hạnh. Lúc đó Kỷ Vấn Hạnh cũng đã dùng mưu hèn kế bẩn của mình để đưa xác Kỷ Phương Cơ rời khỏi. Kể từ hôm đó, không lúc nào mà Hải Ly thôi tìm kiếm hắn. Kỷ Vấn Hạnh quả thật gian xảo, e là khắp hải cung này, ngoài Hải Ly và Lạc Trị Ngư ra, thì không ai là đối thủ của hắn cả. Kỷ Vấn Hạnh dù bị chơi xỏ tới như thế, nhưng vẫn không điên cuồng chút nào. Hắn nhẫn nại trốn chui trốn lủi, thậm chí cả xác của Kỷ Phương Cơ cũng không được chôn cất đàng hoàng, mà phải vùi dập ở một nơi hẻo lánh đầy dơ bẩn. Lúc này, Hải Ly đã tìm thấy hắn lúc hắn ra ngoài tìm thức ăn. Hải Ly vừa nhìn bộ dạng thảm hại của hắn thì không khỏi đắc ý, tặc lưỡi mà nói: "Kỷ Vấn Hạnh, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay hả?" "Tiện nữ, Vũ Sĩ chưa giết ngươi hay sao?" Kỷ Vấn Hạnh ngàn năm vẫn vậy, thối độc miệng không bỏ. Hải Ly nhướng mày, cười lạnh nói: "Cô ta giết ta sao? Cô ta có làm nổi điều đó hay không? Kỷ Vấn Hạnh à, ngươi trốn chui trốn lũi đến điên rồi hay sao?" "Chuyện đó cũng không nói trước được đâu. Ta đã từng nói Vũ Sơ Yến là một sinh vật kỳ lạ, cô ta có thể hấp thụ vẫn ngọc kia mà." Hải Ly còn chưa kịp trả lời Kỷ Vấn Hạnh thì một quỷ binh đã tới, ghé vào tai cô ta nói gì đó. Nụ cười trên miệng cô ta càng rộng hơn. Cô ta nói: "Bây giờ ta không rảnh để bắt ngươi, ta phải quay về đón anh trai của ngươi đã."
Ai Ly à, ngươi đã già rồi, có thể làm mẹ Lạc Trì Ngư được đó. Sao ngươi vẫn không buông tha cho bọn họ vậy? Ngươi có thấy kết cục của Kỷ Phương Cơ hay không? Có thể kết cục của bà ấy cũng chính là kết cục của ngươi sau này đó. Kỷ Vấn Hành nói với theo. Hải Ly quay đầu liếc hắn rồi nói: ta không ngu ngốc như Kỷ Phương Cơ, đừng có đánh động người phụ nữ hạ tiện đối với ta. Hạ tiện sao? Chính bản thân ngươi biết rõ ai mới là kẻ hạ tiện. Mẹ ta đường đường là vũ công tộc mẫu, cao quý như ngọc, có thể lên giường với Lạc Phổ. Còn ngươi, ngươi không biết bản thân mình từ đâu tới sao? Ngươi thậm chí tới bàn chân của bọn họ còn chưa chạm được đó. Kỷ Vấn Hành cố ý nhấn mạnh hai từ bọn họ. Đúng vậy, người mà Hải Ly yêu trước đây chính là Lạc Phổ. Nhưng ông ấy không hề nhìn cô ta lấy một cái. Sau đó cô ta tu luyện cấm thuật để có thể trẻ mãi không già. Sau khi Lạc Phổ chết, Lạc Trì Ngư giống ông ấy như tạc, cho nên Hải Ly đã chuyển hướng sang Lạc Trì Ngư. Kỷ Vấn Hành mỗi khi nghĩ đến chuyện này đều không khỏi rùng mình. Nói về tâm lý méo mó thì Kỷ Phương Cơ hẳn phải gọi Hải Ly là cụ tổ mới phải. Sau khi Lạc Trì Ngư đưa Vũ Sơ Yến đến điện chính của Hải Cung thì Hải Ly và Rùa Thần cũng vừa vặn về đến. Sau đó mời hết tất cả các bộ tộc của Hải Giới đến đầy đủ. Hải Ly vừa bước vào đã ngẩng cao đầu, lớn giọng nói: cho dù Vũ Sơ Yến có là người quản núi Xuyên Mộc đi chăng nữa thì cô ta cũng đã từng cấu kết với Vực Tử Vụ. Cô ta là phản đồ của Hải Giới, không có tư cách bước vào chính điện, càng không có tư cách đứng bên cạnh Hải Thần. Vũ Sơ Yến nhằm chán nhìn Hải Ly. Lúc nói chuyện cô ta còn cố ý để lộ vòng ngọc thủy vu chi tâm ra ngoài. Lạc Trì Ngư khẽ nhíu mày, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay trái của Sơ Yến. Giờ phút này hắn mới để ý vòng ngọc của cô đã không còn. Lạc Trì Ngư chỉ có thể thuận thế mà nói: Vũ Sơ Yến là nữ chủ nhân của Hải Cung, chuyện này có biển cả làm chứng, tuyệt đối không thể thay đổi. Hải Ly nở một nụ cười đắc ý, dường như chỉ chờ Lạc Trì Ngư mở miệng nói câu đó. Lúc này Rùa Thần đã đi tới phía trước mấy bước. Ông ta khom người nói: nếu như Hải Thần đã nói, vậy Lão Thần mạn phép nói câu này. Vòng ngọc thủy vu chi tâm được Hải Mẫu đời trước dùng sức mạnh và điều ước hòa vào biển cả. Cho đến khi Hải Thần trưởng thành, biển cả sẽ dựa theo vòng ngọc mà chọn cho Hải Thần một cô dâu như ý. Lão Thần còn nhớ lúc đi cầu cưới Vũ Sơ Yến, chính vì cô ta có đeo vòng ngọc thủy vu chi tâm. Nhưng Hải Mẫu đời trước đều không nói vòng ngọc sẽ không đổi chủ. Nếu như nay vòng ngọc đã đổi chủ rồi, vậy thì Hải Thần và các tộc trưởng ở đây có phải nên xem xét lại vấn đề này hay không? Lạc Trì Ngư chẳng những nghe không hề căng thẳng mà còn vỗ tay mấy cái rồi nói: nói hay lắm. Nói như Rùa Thần trưởng lão á, thì kẻ đã qua mắt tất cả mọi người ở Hải Giới, tu luyện cấm thuật thì có tư cách làm Hải Mẫu sao? Hải Thần, ngày đấu năng nhất định phải cẩn thận. Rùa Thần còn chưa nói xong, Lạc Trì Ngư đã đập bàn cái rầm, sau đó trực tiếp chỉ vào mặt ông ta: ngươi mới là kẻ phải nói năng cẩn thận. Ngươi là ai mà lại dám đặt điều du không? Là ai mà lại dám búp méo ý của mẹ ta? Hả? Hải Thần à, ông ngài hãy suy xét kỹ càng, đừng nên nghe lời dụ dỗ của người bên gối mà vu oan cho trung thần đó. Đúng vậy, kính mong Hải Thần suy xét. Đúng đó, nữ tướng Hải Ly hết lòng phò tá Hải Thần, mong Hải Thần hãy suy xét lại. Tiếng nhào nhào của các tộc trưởng các bộ tộc đồng loạt vang lên. Thấy Vũ Sơ Yến có chút kiêng dè, Lạc Trì Ngư giấu bàn tay trong tay áo trọng thùng thình của hắn, đưa sang nắm lấy tay cô. Hắn hằng giọng nói: có vụ oan hay không, các người sẽ biết ngay thôi. Vào đi. Tất cả ngoái đầu ra cửa xem là thần thánh phương nào. Ai ngờ người đi vào không ai xa lạ, chính là đại tướng Chu Phục Sinh.
nhưng bọn họ thật sự kinh ngạc. Chu Phục Sinh trẻ mãi không già, giờ đây thật sự khác lạ. Tóc hắn có vài điểm ánh bạc, làn da cũng đã nhăn nheo đi không ít. Nhìn thoáng qua, chắc cũng sắp già bằng rùa thần rồi. Lạc Trì Ngư vẻ mặt có chút u sầu. Vũ Sơ Yến phải đưa tay bụm miệng ngăn sự kinh ngạc. Tuy rằng Chu Phục Sinh đã già đi trông thấy, nhưng phong thái không hề giảm bớt chút nào. Hắn vừa tới chính điện đã chống cây trượng qua một bên, rồi khom người nói: "Hai thần cho gọi." "Chu Phục Sinh, chẳng phải người đã chết rồi sao?" Hải Ly buộc miệng nói. Điều đó khiến cho tất cả những kẻ có mặt đều ngoái nhìn cô ta. Chu Phục Sinh ngẩng đầu nhìn sang Hải Ly, nghiêm túc nói: "Nữ tướng chắc hẳn phải thất vọng quá hả? Sau khi sai người ở trong hộp phục sinh giết ta không thành." "Chu Phục Sinh, người nấu năng cho cẩn thận." Chu Phục Sinh đảo mắt liếc về kẻ đang nói: "Rùa thần, ông có nhận thức được hậu quả hay không?" Chu Phục Sinh cầm cây trượng trên tay rồi tiến về phía trước. Gần đến chỗ Lạc Trì Ngư, hắn mới quay đầu lại mà chống cây trượng xuống. Trên đầu trượng lúc này phát sáng ra. Chu Phục Sinh nhìn một lượt những kẻ đang tò mò phía dưới mà nói: "Hôm nay Chu Phục Sinh ta sẽ thay Hải Thần luận tội phản thần. Hải Ly, ngươi còn muốn tự mình nhận tội hay là để ta kể ra?" Hải Ly siết chặt cây quạt trong tay, miệng vẫn cứng rắn nói: "Chu Phục Sinh, chỉ bằng một kẻ như ngươi mà có thể làm nên trò trống gì?" Lúc này Vũ Sư Yến mới gỡ tay Lạc Trì Ngư ra, sau đó cầm trên tay miếng ngọc màu trắng mà từ từ đi xuống chỗ Chu Phục Sinh. "Vậy nếu như có thêm ta nữa thì sao?" "Phản tặc, ngươi không có quyền lên tiếng ở đây." Rùa thần lên tiếng phản đối. Vũ Sư Yến ném cho ông ta một ánh nhìn sắc lạnh, rồi mới nói: "Hôm nay ta với Cương Dị là người quản núi Xuyên Mộc đến luận tội Hải Ly. Rùa thần, nếu không biết điều thì hãy ngậm miệng lại và tránh sang một bên đi." "Rành con, ta là trưởng lão của hải giới, ngươi lại dám hỗn láo như vậy sao? Hay là ngươi thấy ta đã biết bí mật dơ bẩn của ngươi và Kỷ Vân Hành nên gấp gáp muốn thủ tiêu ta?" Rùa thần không nhìn được, chỉ trỏ vào Vũ Sơ Yến. Cô không biết dùng thứ gì mà ném thẳng vào ông ta. Tất cả những kẻ có mặt ở đây đều cả kinh. Vật đã ném cho rùa thần bây giờ đang bay trở về tay Vũ Sơ Yến. Cô cầm miếng ngọc màu trắng, lạnh lùng nói: "Được vật này ném vào, tính ra ngươi cũng có phúc đó. Các vị à, khoan hãy nói tới việc thay đổi hai mẫu. Trước tiên hãy xem chúng ta làm rõ tất cả mọi thứ đi. Đến lúc đó ai có tội, ai xứng đáng làm hải mẫu, tự nhiên sẽ dễ dàng quyết định thôi. Thế nào, các vị có bằng lòng dùng kiên nhẫn của mình vào ngay lúc này hay không?" Các bộ tộc đều phải nhìn Vũ Sơ Yến bằng một con mắt khác. Bọn họ trao đổi với nhau vài giây rồi gật đầu ưng thuận. Hải Ly tuy rằng có chút căng thẳng, nhưng cô ta vẫn rất đắc ý, càng không cho rằng dựa vào hai kẻ ất ơ này lại có thể đánh bại được cô ta. Lúc này dường như mọi chuyện đã ổn thỏa, thì lại vào thêm một vị bạch. Vũ Sư Yến thoáng kinh ngạc, thì ra cô đã bỏ quên mất tên này rồi. Chỉ là không biết bây giờ hắn đã theo phe nào. Vị bạch lần này dường như rất oai hùng, từ bên ngoài một đường đi vào, rồi nói: "Các vị chớ nên tin lời bịa đặt của bọn chúng, nhất là người phụ nữ kia. Cô ta sớm đã phản bội hải giới rồi." Sự kiên nhẫn của Lạc Trì Ngư cũng chỉ đến lúc vị bạch nói xong câu đó, bởi vì sau khi hắn nói xong đã ôm lấy cổ của mình rồi trợn mắt ngã xuống đất chết tốt. Lúc nãy tất cả mới dồn sự chú ý thì thấy Lạc Trì Ngư đang thu dây roi của hắn về. Mũi roi của Lạc Trì Ngư đã đâm thẳng vào yết hầu của vị bạch. Động tác của hắn nhanh đến nỗi người khác không kịp nhìn thấy. Sắc mặt của Lạc Trì Ngư xám xịt là như thế, nhưng khi thấy Vũ Sư Yến ngoái đầu nhìn mình thì hắn lại nở một nụ cười với cô.
Lạc Trị Ngư đã nhận định Vũ Sơ Yến cả đời này sẽ là vợ của hắn. Trước đây hắn còn chưa chắc chắn, lòng ôm nhiều trắc ẩn mà để cho cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Chứ vì chấp niệm của hắn mà hại người bạn duy nhất của hắn phải bỏ mạng. Thù giết mẹ đã trả, hắn tuyệt đối sẽ không để cho thêm một người nào bên cạnh hắn sẽ phải chịu khổ nữa. Kẻ phá đám đã chết, bây giờ dù muốn hay không thì bọn họ đều phải kiên nhẫn mà xem. Chu Phục Sinh cũng rất giỏi. Hắn đã làm cách nào đó để dùng cây trượng trong tay, khiến cho tất cả những kẻ có mặt ở đây nhìn thấy hết những việc mà Hải Ly đã làm. Khuôn mặt của những kẻ có mặt đều dần dần trở nên hoang mang. Đây là ngoài dự liệu của Hải Ly. Cô ta bắt đầu tính tới chuyện gì đó, miệng vẫn luôn nói: "Các người dám vu khống ta sao? Ta có vòng ngọc thủy vu chi tâm, ta là Hải Mẫu, sao các người dám làm như vậy với ta?" "Hải Ly à, vòng ngọc ngươi đeo đã thỏa mãn hay chưa? Thỏa mãn rồi thì trả lại cho ta." Hải Ly đột ngột ôm ghì cánh tay trái của mình, vòng ngọc dường như đang muốn di chuyển. Vũ Sơ Yến đưa bàn tay trái của mình về phía Hải Ly. Chỉ mới chớp mắt một cái, vòng ngọc đã tuột khỏi tay Hải Ly và nằm gọn trên cổ tay của Sơ Yến. Chỉ là không ngờ rằng cánh tay đeo vòng của Hải Ly giống như bị thối rữa. Bây giờ cô ta đang ôm cánh tay đau nhất của mình mà nhìn về phía Sơ Yến. Cô nở một nụ cười lạnh nhạt rồi nói: "Hải Ly, ngươi đã biết cảm giác cướp đồ của người khác hay chưa?" Sau khi bình thản tiếp nhận ánh mắt thù hằn của Hải Ly, Vũ Sơ Yến giơ cao cánh tay trái lên rồi nói lớn: "Các vị, nếu như muốn biết tất cả những chuyện mà nữ tướng Hải Ly đã làm với ta, vậy bây giờ ta sẽ để cho vòng ngọc thủy vu chi tâm cho các vị thấy." Sơ Yến đột ngột ngồi xuống rồi đập mạnh vòng ngọc xuống nền thủy tinh. Hai âm thanh trong vắt vang lên khắp cả hải cung. Bầu không khí lúc này yên lặng như muốn dừng lại. Sức mạnh va chạm khiến cho đầu tóc của cô bay lên. "Không kiếp!" Hải Ly chỉ kịp chửi một tiếng rồi quay đầu muốn chạy. Trong lúc tất cả còn đang bị ảnh hưởng bởi tiếng va đập, thì từ bên ngoài một bóng người màu tím chạy vào. Một cú đánh văng Hải Ly trở vào trong. Cô ta bị quật ngã văng xuống đất, cài một đường đến gần chỗ Vũ Sơ Yến. Cô ta chống tay ngồi dậy, đôi mắt xanh đầy sát khí nhìn kẻ vừa mới tiến vào. Kỷ Vấn Hành nhanh như một cơn gió. Lúc cơn lốc xoáy ngừng lại, mọi người mới nhận ra hắn. Hải Ly gần như phát điên: "Kỷ Vấn Hành, ngươi cũng đến báo thù sao?" "Người như ta thân không vướng bận, hà cớ gì phải đi báo thù? Ta chỉ là không vừa mắt ngươi, muốn đánh ngươi đó, có được không?" Kỷ Vấn Hành tuy chỉ còn một con dao cùn làm vũ khí, nhưng bộ dạng của hắn cầm dao cũng không tồi chút nào. Chô Thần lớn giọng: "Phản tặc, mau bắt phản tặc lại!" Chỉ tiếc là hải binh không thể vào đây được, đã có một kết giới bao quanh nơi này. Chô Thần quay đầu nhìn lại thì thấy Lạc Trị Ngư từ trên ghế đứng dậy. Hắn vừa thu tay lại. Không hay rồi, bọn họ đã bại mưu từ trước. Rùa Thần gấp gáp quay lại nhưng đã không kịp. Kỷ Vấn Hành đã tới. Hắn còn dứt khoát xin chút máu từ cổ của ông ta. "Lão già, phản tặc chính là ông đó. Sao ông lại dám phản bội anh trai của ta? Ông cảm thấy hắn dễ bị lừa lắm hay sao?" Kỷ Vấn Hành nhìn về phía Lạc Trị Ngư. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Nụ cười biến mất theo sự chuyển dời ánh mắt của Kỷ Vấn Hành. Khi hắn nhìn về phía Rùa Thần, chỉ còn một sự lạnh lẽo mà nói: "Lạc Trị Ngư chỉ có thể bị ta lừa mà thôi. Bởi vì ta là em trai của hắn." Hải Ly cảm thấy không ổn. Cô ta vừa muốn tẩu thoát, vừa niệm cấm chú gọi quỷ mà Kỷ Vấn Hành đã nuôi đến. Hải Ly chạy lại không nhanh bằng Kỷ Vấn Hành. Hắn đã chặn cô ta lại. Nét mặt Kỷ Vấn Hành vô cùng đáng ghét nói: "Tiện nữ, chạy đi đâu hả?" "Rùa Thần, mở đường cho ta." Hải Ly quay đầu gọi Rùa Thần, nhưng rất tiếc
ông ta đang bận đánh nhau với Chu Phục Sinh. Lạc Trị Ngư từ trên chính điện đi xuống, với mặt đằng đằng sát khí nói: "Hải Ly, ngươi gan to tài trời, dám trộm Xuyên Vân Tự, hại chết hại thần đời trước, sau đó tu luyện cấm thuật, mở cấm chú nuôi quỷ, ngươi có nhận tội hay chưa?" Hải Ly quay đầu nhìn Lạc Trị Ngư với vẻ mặt phức tạp. Không ngờ rằng cô ta lại rơi nước mắt. "Lạc Trị Ngư, ta vì ngươi làm biết bao nhiêu việc, không màng tính mạng để cứu ngươi, sao ngươi lại chọn người phụ nữ này?" Đoán rằng những tộc trưởng ở đây cũng kinh ngạc không ít. Vũ Sơ Yến nhìn vẻ mặt phi diệu của bọn họ mà không biết nói gì cho đúng. Kỷ Vấn Hành chăm chọc: "Bà già, bà làm mẹ của Lạc Trị Ngư được rồi đó, đừng có làm ta buồn nôn nữa. Cho dù bà có luyện được cấm thuật trẻ mãi không già, nhưng mà những chuyện trong quá khứ không thể nào che giấu vĩnh viễn được. Chính bà mới chân chính là kẻ cướp lấy Xuyên Vân Tự. Khi đó Lạc Phổ còn sống, ông ta đánh nhau với bà, bị bà dùng cấm thuật hại chết. Nhưng sau đó ngươi lại đánh cắp của ta. Kỷ Vấn Hành, ngươi gian xảo y như mẹ của ngươi vậy. Tất cả các người đều ý thế hiếp người, khinh thường bộ tộc bé nhỏ của ta, không cho chúng ta ngóc đầu." Hải Ly trừng mắt nhìn một lượt những kẻ có mặt ở đây. Lạc Trị Ngư chống cây gậy xương cá xuống đất, gằn từng chữ mà nói: "Hải Ly, ngươi đã giết cha ta, cũng là gián tiếp giết mẹ ta. Bao nhiêu năm nay ta sống với một kẻ thù giết cha mẹ mà không hay biết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi lấy cái chết để tạ tội." "Để xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không." Đám quỷ đã tới nơi, bọn chúng hừng hực khí thế, liều mạng xông vào kết giới. Những tộc trưởng sớm đã hồn bay phách lạc, tản mát chạy mất hết. Kỷ Vấn Hành nhìn Lạc Trị Ngư rồi nói: "Giao cô ta lại cho ngươi, ta phải đi vặn cổ cái đám quỷ phản chủ này." Hải Ly đưa tay tóm Kỷ Vấn Hành nhưng không kịp, hắn quá nhanh, vừa chớp mắt đã ra khỏi kết giới tới chỗ bọn quỷ kia. Cô ta nhìn về phía Vũ Sơ Yến. Sơ Yến vội vã nghĩ tới đường né đòn. Lạc Trị Ngư chạy ra, Hải Ly chạy xước qua hắn vào chỗ của Sơ Yến. Sơ Yến chạy không kịp, trực tiếp bị Hải Ly một đòn đánh tới. Lạc Trị Ngư và Chu Phục Sinh thất kinh, tưởng rằng Vũ Sơ Yến sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng không, cô không hề hấn gì với đòn tấn công của Hải Ly. Ngay khi Hải Ly sượt qua cô đã dùng vòng ngọc thủy vu chi tâm trong hình dạng mũi tên đâm cho cô ta một nhát vào cánh tay trái. Hải Ly quay đầu lại, trong mắt chứa toàn sát khí, nghiến răng mà nói: "Sao ngươi có thể làm ta bị thương? Vũ Sơ Yến, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" "Ta không là thứ gì cả. Ta chỉ là con dâu của kẻ đã bị ngươi giết. Ngươi có biết cảm giác khi người thân của mình bị giết hay không? Hải Ly, biển cả oán hận ngươi, và biển cả đã ban cho ta sức mạnh này." Vũ Sơ Yến cầm mũi tên trong tay, mũi tên dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt xuống sàn. Hải Ly quẹt vào vết thương, không nói lời nào. Lạc Trị Ngư vừa tới chỗ Vũ Sơ Yến, hắn xoay quanh xem cô có bị thương chỗ nào hay không. Điều đó càng làm cho Hải Ly khó chịu. Cô ta đưa quạt lên mặt, miệng niệm cấm chú. Lạc Trị Ngư giấu Vũ Sơ Yến ở phía sau, hai tay tập trung chuẩn bị phản đòn. Tiếng răng rắc của thủy tinh vỡ, sau đó thì choảng một cái, tất cả tường ở xung quanh đều đổ vỡ sập xuống. Hàng ngàn mảnh vụn thủy tinh vỡ đang được Hải Ly gom lên. Cô ta xoay quạt, những mảnh vỡ gom thành hình dáng của một con gì đó hướng về phía Lạc Trị Ngư. Vũ Sơ Yến không muốn làm vướng chân Lạc Trị Ngư, cô vội chạy tới một góc để trốn. Hải Ly để con vật kia đánh nhau với Lạc Trị Ngư, còn mình thì chạy theo Vũ Sơ Yến. Sơ Yến cảm thấy tình hình không ổn, vội đổi hướng chạy về phía Kỷ Vấn Hành. Hải Ly còn tưởng Sơ Yến điên rồi, nào ngờ cô vừa bước ra khỏi kết giới thì có hàng trăm thú mị linh bay đến vây quanh bảo vệ cho cô. Vũ Sơ Yến nhìn Hải Ly, nở một nụ cười đắc ý.
Kỷ Vấn Hành còn đang bận giải quyết đám quỷ kia. Dù sao bọn chúng cũng là do chính hắn trích máu nuôi thành. Hải Ly có điều khiển được bọn chúng đi chăng nữa cũng chỉ có thể trị ở ngọn chứ không được tới gốc. Hải Ly nhất định phải giết Vũ Sư Yến cho bằng được. Cho dù hôm nay cô ta có chết cũng phải kéo Vũ Sư Yến chết theo. Sư Yến dĩ nhiên không ngốc. Sau khi được Mỹ Linh Thú bảo vệ, cô đã vội tìm một chỗ an toàn để đứng. Hải Ly sau khi khiển mấy con quỷ không được, cô ta lại tự mình đánh đến Vũ Sư Yến. Ngay lúc này đây, một âm thanh vang lên phía sau lưng. Hải Ly quay đầu nhìn lại, đã thấy con vật làm bằng mảnh thủy tinh vụn đang lao tới chỗ cô ta. Hải Ly cúi người đánh mạnh xuống đất, muốn lấy chỗ thủy tinh ở dưới chỗ khu vực đó lên, nhưng đã bị Vũ Sư Yến ngăn lại. Hải Ly thất thế, bị con vật nọ đâm thẳng vào người. Cô ta trào máu miệng, lơm cơm bò dậy, oán hận nhìn Lạc Trị Ngư. Giờ đây dường như cô ta nhìn đâu đâu cũng tra oán hận. Cấm chú trong miệng cô ta mỗi lúc một lớn. Kỷ Vấn Hành đã không thể giữ nổi đám quỷ. Bọn chúng đang bắt đầu chuyển hướng tấn công. Hải Ly đứng trên lưng một con quỷ, vẫn là đuổi về phía Sơ Yến. Đám Lạc Trị Ngư thật sự bận đối phó với mấy con quỷ, muốn đến cứu cô cũng không được. Vũ Sơ Yến đã ôm lòng sợ hãi mấy con quỷ kia, thành ra lúc nhìn thấy bọn chúng đi tới, cô không khỏi giật mình lùi về phía sau. Mỹ Linh Thú chặn trước mặt cô, ra sức thôi miên mấy con quỷ. Nhưng Hải Ly miệng đang không ngừng niệm cấm chú, mặc cho cô ta đang bị phản vệ, đã bị thất khiếu chảy máu ra. Mấy con quỷ xông tới như hổ đói, điên cuồng vồ lấy Sơ Yến. Mỹ Linh Thú lại rất trung thành, bọn chúng dẫn Sơ Yến lùi dần về phía sau, thậm chí có vài con đã ngã xuống đất chết đi. Hải Ly vô cùng tận hưởng sự hoảng sợ của Sơ Yến, nhưng tiếc là cô ta còn chưa tận hưởng được bao lâu thì đã bị dây trôi trên tay Lạc Trị Ngư quấn vào cổ, quật ngã ngửa xuống đất. Con quỷ mất đi điều khiển, lảo đảo mất phương hướng. Nhân cơ hội này, Mỹ Linh Thú đồng loạt thôi miên con quỷ. Còn Sơ Yến thì siết chặt tay lấy dũng khí, cầm mũi tên nhọn hoắt trong tay, nhào tới đâm vào yết hầu của nó. Mấy con quỷ kia đang lúc cấm chú suy giảm, cộng thêm thấy một con đã bị giết thì không dám làm ẩu. Lạc Trị Ngư vừa quật Hải Ly xuống, đã nhào tới dùng gậy xương cá đè lên người, không cho cô ta giãy giụa. Ở bên trong, chùa thần cũng sắp bại dưới tay của Chu Phục Sinh. Vũ Sơ Yến không thể hiểu được, chỉ dựa vào hai người bọn họ mà lại có thể làm náo loạn cả hải cung này, thậm chí giết được cả Lạc Phổ sao? Nói như thế, có lẽ cô ta đã thắng ở lòng tin của người khác. Hải Ly không thể đọc cấm chú được nữa, đám quỷ kia dường như đã sắp hóa điên. Kỷ Vấn Hành không còn lựa chọn nào khác, đành phải tra hạ sách. Hắn dùng con dao cứa vào lòng bàn tay, sau đó trải máu ra không trung. Đám quỷ gặp máu của hắn thì giống như mất hết sự kháng cự, ra sức tranh nhau mà uống máu. Dù sao cũng là do một tay hắn nuôi ra, việc tiêu diệt cũng không khó lắm. Hải Ly vẫn chưa khuất phục, cô ta cùng Lạc Trị Ngư đánh nhau lăn lộn mấy vòng, nhưng cuối cùng vẫn bị Lạc Trị Ngư giữ lại, đem hai tay cô ta trói ngược về phía sau rồi ấn xuống đất. Kỷ Vấn Hành vừa diệt đám quỷ xong, hắn như sắp điên mà đem Xuyên Vân Tự ra trước mặt. Không biết Hải Ly nghĩ đến điều gì mà lại vô cùng sợ hãi. Cô ta trích lên trong cổ họng: "Đừng mà!" Nhưng rất tiếc, không có ai nghe cô ta cả. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc, giống như khi cô giết Lạc Phổ, ông ấy cũng bất lực van xin như thế. Nhưng cô ta vẫn giết ông ấy một cách tàn nhẫn, rồi ngụy tạo là ông bị phản vệ mà chết. Ngay lúc này, Vũ Sơ Yến được thế đi tới. Mũi tên trên tay cô đã dính đầy máu tươi tanh tưởi. Cô ngồi xổm xuống, hung bạo nắm tóc Hải Ly giật ngược lên, để cô ta ngẩng mặt lên. Hải Ly nhìn thấy máu tươi trên mũi tên nhọn hoắt đang nhỏ giọt xuống, bất giác trên trĩ không thành tiếng trong cổ họng. Vũ Sơ Yến nở một nụ cười khó hiểu, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng sợ của Hải Ly, rồi nói: "Cái chết của Diệp Lam Thần cũng có liên quan tới ngươi hả?"
đám tơ hồng ở ngoài tòa thành của Kỷ Phương Cơ là của ngươi có đúng không? Các ngươi đã từng dùng chung cấm thuật trẻ mãi không già. Diệp Lam Thần đã chết thê thảm như thế nào thì ta muốn ngươi thê thảm hơn gấp trăm lần. Vũ Sơ Yến không nói nhiều lời, cô trực tiếp cầm mũi tên đâm vào mặt Hải Ly mấy nhát, cứ đâm vào rồi rút ra một cách không ghê tai, giống như bây giờ cô đang mang nỗi phẫn uất của Diệp Lam năm đó vậy. Vũ Sơ Yến, ta giết ngươi! Hải Ly đau đớn mà hét lên. Sơ Yến vẫn không có ý định dừng lại khi chưa đâm nát khuôn mặt cô ta. Ác giả ác báo. Kỷ Vấn Hành đem Xuyên Vân Tự tới trước mặt của Hải Ly. Hắn cúi người xuống rồi lạnh lùng nói: tuy rằng ông ấy chưa từng nhận đứa con trai là ta, nhưng mà ai cho ngươi cái quyền làm hại ông ấy? Ngươi tự cho mình là thông minh, nhưng ta cũng không ngốc. Từ lúc ta chạm được vào Xuyên Vân Tự thì đã biết tất cả những gì ngươi làm ra. Ngươi cho rằng ngươi đang lợi dụng ta, nhưng thật ra chính là ta đang lợi dụng ngươi. Ngươi nghĩ vì sao ta lại làm quân tiên phong, hiến máu của mình để nuôi quỷ? Hải Ly à Hải Ly, thế ngươi đã già rồi, nhưng ngươi vẫn còn ngu lắm. Ngươi muốn làm gì? Hải Ly mặt mày lúc này đã nhầy nhụa máu thịt, muốn ghê tởm bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau khi Vũ Sư Yến đâm nát khuôn mặt của Hải Ly, mới nhìn lại hai bàn tay đầy máu của mình, cô có chút ghê tởm. Kỷ Vấn Hành xé mạnh áo của hắn đưa cho cô, rồi phất tay bảo cô lùi ra. Sơ Yến lùi ra ngoài, lau chùi sạch sẽ vết máu trên tay. Lạc Trì Ngư vẫn giữ chặt Hải Ly, gấp gáp nói với Kỷ Vấn Hành: sao còn chưa phá bỏ nó? Bọn họ đã tìm hiểu, Hải Ly sống nhờ cấm thuật trên Xuyên Vân Tự. Nếu như phá hủy Xuyên Vân Tự đi thì cô ta nhất định sẽ chết. Mà kẻ phá hủy được thứ đồ tà môn đó chỉ có thể là Kỷ Vấn Hành. Đúng là không thể phủ nhận rằng Kỷ Vấn Hành thật sự rất tài giỏi. Hắn chần chừ, hắn nói: nhưng mà cấm chú vẫn còn trên người của ngươi đó. Nếu như phá hủy Xuyên Vân Tự đi thì sẽ không thể giải được. Mặc kệ ta, nhưng mà phá hủy nó đi. Lạc Trì Ngư dứt khoát nói, nhưng câu nói của Kỷ Vấn Hành đã lọt vào tai Sơ Yến. Hải Ly vừa kêu la đau đớn vừa nói: Các người cấu kết với nhau từ lúc nào? Hải Ly, bọn ta không cần cấu kết. Những kẻ có chung ý tưởng nhất định sẽ tự liên kết lại với nhau. Cho dù vật đổi sao dời như thế nào thì sự thật bọn ta đang chảy chung một dòng máu sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi được. Câu trả lời của Lạc Trì Ngư đã làm cho Kỷ Vấn Hành có chút kích động. Hải Ly bật cười ha hả, chế giễu nói: hắn đã làm hại ngươi như vậy, nhưng ngươi lại không quan tâm sao? Lạc Trì Ngư, tính khí của ngươi đâu phải như vậy. Lạc Phổ dám có con riêng, ta đã giết hắn cho ngươi, và cũng đã làm hại đứa con riêng này rồi. Ta cho phép ngươi làm hại bọn họ chưa? Lạc Trì Ngư nói xong thì quay đầu nói với Kỷ Vấn Hành: sao ngươi còn chưa phá hủy nó? Ngươi có biết ta muốn trả món nợ này bao nhiêu lâu rồi hay không? Nhưng mà... Kỷ Vấn Hành có chút run rẩy, tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn, không biết làm như thế nào cho đúng. Hải Ly không biết còn mánh khóe gì chưa dở ra. Đây là cơ hội trăm năm có một. Nếu như không lập tức giết cô ta thì sẽ để lại hậu quả không tưởng tượng được. Lạc Trì Ngư vẻ mặt gấp gáp, hắn nhìn về phía bên trong. Chùa thần có vẻ đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng để mong thắng Chu Phục Sinh. Bào lên! Lạc Trì Ngư đã gọi tới lần thứ hai, nhưng Kỷ Vấn Hành vẫn chưa ra tay. Đây không giống với Kỷ Vấn Hành, hắn xưa nay chưa từng dao động, chần chừ như vậy. Vũ Sơ Yến không thể đợi được, cô vòng qua phía Kỷ Vấn Hành, nhân lúc hai tay hắn bận giữ Xuyên Vân Tự mà kề mũi tên vào cổ của hắn. Trả tay đi! Kỷ Vấn Hành không nhúc nhích,
chỉ khẽ liếc mắt về phía Sơ Yến mà nhỏ giọng nói: Cô có biết một khi phá quỷ thứ này thì hắn sẽ gặp chuyện gì hay không? Vũ Sơ Yến nhìn về phía Lạc Trị Ngư một giây, thấy hắn vẫn kiên định như thế thì mới nói: Ta không quan tâm. Nếu đã là quyết định của hắn thì ta nhất định sẽ tôn trọng. Nhưng mau làm đi, trước khi ta phải hại ngươi. Kỷ Vấn Hành và Vũ Sơ Yến đồng thời nhìn về phía Lạc Trị Ngư. Hắn nhẹ gật đầu một cái. Kỷ Vấn Hành hai tay xoay chuyển, miệng liên tục niệm thứ gì đó. Xuyên Vân Tự hắc tối hắc sáng, hình dáng liên tục thay đổi đi, lại giống như đang thống khổ vậy. Kỷ Vấn Hành có vẻ mất rất nhiều sức, máu miệng cũng trào ra, nhưng hắn vẫn không ngừng niệm chú. Hải Ly la hét thống khổ, thất khiếu của cô ta chảy máu đầm đìa. Cô ta uốn éo thân mình trong vô cùng ghê tởm, da thịt mặt mày nhanh chóng biến dạng từ một thiếu nữ xinh đẹp trở thành một cái xác thối rữa chứa đầy dồi bọ. Sau khi Xuyên Vân Tự tan biến, Hải Ly cũng biến thành hình dáng của một loài cá nào đó. Lạc Trị Ngư dùng cây gậy xương cá chấn xuống ngay cổ nó, khiến cho đầu lìa khỏi cổ đi. Sau khi Hải Ly tan biến hoàn toàn thì Kỷ Phấn Hành cũng đã quỵ xuống, nôn ra mấy ngụm máu. Vũ Sơ Yến thu lại mũi tên, tới lúc cô xé áo cho hắn lau máu. Chùa Thần thấy cháu gái của ông ta đã chết một cách thê thảm thì thét lên một tiếng, đánh văng Chu Phục Sinh mà chạy về hướng này. Tuy nhiên Lạc Trị Ngư mặt mày lạnh tanh, nghênh đón ông ta bằng một cây gậy xương cá vào bụng. Chùa Thần trợn to mắt không thể nhìn nổi Lạc Trị Ngư. Ông ta ho sặc sụa một miệng máu rồi khó khăn nói: Lạc Trị Ngư, ta đã vì ngươi và hai giới này trù tính tất cả, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Ta đã cho phép ông tính chưa? Ông tính cho ta bằng cách giết cha mẹ ta, sau đó đến giết vợ của ta sao? Đó là ông tính cho ông và cô ta. Lạc Trì Ngư không thích nhiều lời, hắn dứt khoát rút cây gậy xương cá ra, rồi nhìn rùa thần ngã xuống đất mà chết. Tự ta giết một người mà bản thân rất tin tưởng và xem như người thân, cảm giác đó quả thật không dễ chịu một chút nào. Lạc Trì Ngư ném luôn gậy xương cá xuống đất rồi lảo đảo bước đi. Vũ Sơ Yến nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng rối ren trăm bề. Liệu rằng mọi chuyện có thật sự là kết thúc hay chưa? 3 ngày sau, hải giới mở một cuộc thanh lọc do chính Lạc Trị Ngư và Chu Phục Sinh đứng ra giải quyết, diệt trừ tất cả tay chân, dây mơ trễ má của Hải Ly và Rùa Thần, trả vật tử vụ về cho Vũ Công Tộc, để Kỷ Vấn Hành làm tộc trưởng Vũ Công Tộc, đem xác Kỷ Phương Cơ về an táng tại linh đường của Vũ Công Tộc. Vũ Sơ Yến trở về cuộc sống được cung phụng của một hải mẫu. Từ đây cô có thể tự do đi lại ở hải giới mà không bị ngăn cản. Bởi vì phản tặc còn chưa hết hẳn, nên hải binh vẫn luôn tận lực đi đến các ngõ hẻm để truy tìm. Vũ Sơ Yến cuối cùng cũng có thể sống đường hoàng, vì vậy mà cô đã cố gắng đi ra ngoài để hít thở. Vòng quanh một lúc, cô lại vô tình gặp được hải binh đang bắt một người phụ nữ. Người phụ nữ nọ nhìn thấy cô đã vội gào khóc nói: Hải mẫu, xin ngài nhân từ, chúng ta đều là con người, mà tha cho ta một mạng đi. Vũ Sơ Yến vốn không định can thiệp vào việc của hải binh, nhưng khi nghe đến từ con người thì cô lại chú ý. Thấy cô đi đến, hải binh lập tức giữ chặt người phụ nữ nọ, cảnh giác sợ cô bị làm hại. Người nọ đúng thật là một con người, hơn nữa lại còn rất trẻ, chỉ tầm 20 mấy tuổi thôi. Đột nhiên cô nghĩ đến những trinh nữ đã bị hiến tế của làng Vũ Trạch. Cô là ai? Vũ Sơ Yến càng giọng hỏi. Người nọ trả lời: Con là trinh nữ đã bị hiến tế vào 60 năm trước. Cô sững người, quay sang hỏi Hải Bình: Chuyện này là như thế nào? Trinh nữ bị hiến tế còn sống sao? Sao người lại bắt cô ấy? Hải Bình vội vã khom người: Hải mẫu không biết, tất cả các trinh nữ bị hiến tế lâu nay đều còn sống cả.
Hơn nữa bọn họ đều nhờ phúc của hải giới mà lâu già lâu chết. Những trinh nữ bị đem hiến tế, sau khi rùa thần kiểm tra không thấy vỡ ngọc, đều được đại tướng Chu Phục Sinh thả đi. Hôm nay thần bắt cô ta là vì nghi ngờ chồng của cô ta có liên quan đến phản tặc đó. May quá. Vũ Sơ Yến mừng trở, vội chạy đi tìm Chu Phục Sinh. Nhưng cuối cùng cô lại trình nghe được cuộc trò chuyện của Chu Phục Sinh và Lạc Trị Ngư. Chu Phục Sinh vẫn còn đang chuẩn bị đóng kén trị thương. Lạc Trị Ngư hỏi han hắn: "Ngươi như thế nào rồi?" Chu Phục Sinh vừa làm kén vừa trả lời: "Thời gian của thần không còn nhiều nữa. Nhiều nhất là 100 năm, ít hơn thì 50 năm. Nhưng thần rất vui vì đã cứu được ngài. Hơn nữa cũng đã thoát khỏi chuỗi ngày cô độc của sự bất tử rồi." Lạc Trị Ngư đem lời cảm ơn hòa vào tiếng thở dài. Hắn hỏi: "Cuộc đời dài đằng đẵng như vậy, ngươi có người mình thích hay không?" "Cuộc đời cô độc này của thần, thần đã từng có người mình thích. Người đó đã làm cho thần cảm thấy cuộc sống vẫn có ý nghĩa hơn, làm cho thần cảm thấy rằng đang sống chứ không phải chỉ là đang tồn tại. Chỉ tiếc là người ấy cao vời vợi như sao sáng trên trời, và thần cũng không có cách nào với tới được." Chu Phục Sinh có chút bồi hồi, nhưng sau đó hắn đã vực dậy tinh thần, cho hỏi: "Còn ngài thì sao? Xuyên Vân Tự đã bị hủy rồi, cấm chú trên người của ngài làm sao giải được? Có phải bây giờ ngài đang cảm thấy sức lực mỗi lúc một cạn kiệt hay không?" Vũ Sơ Yến nghe đến đây, cô không kìm được mà làm động vách tường. Lạc Trị Ngư nghe thấy tiếng động, hắn cầm gậy xương cá chỉ về phía cô. Cô nén lại cảm xúc, cố nở một nụ cười bước ra. Lạc Trị Ngư và Chu Phục Sinh không hẹn mà sắc mặt thay đổi. Trị Ngư thu gậy, khẩn trương hỏi: "Em đến đây làm gì? Đến bao lâu rồi?" "Ta cũng đâu phải là trộm đâu. Ta đến chỉ để muốn hỏi đại tướng một chút về những trinh nữ bị hiến tế kia, xem có thể để cho họ về làng đoàn tụ với gia đình hay không thôi." Chu Phục Sinh bỏ cái tổ kén của hắn rồi khom người nói: "Nhờ ơn đức của hai mẫu, chỉ cần bọn họ có nguyện ý thì thần sẽ đưa tất cả trở về." Tất cả những trinh nữ của làng Vũ Trạch bị tế thần hơn 100 năm qua đều được thả tự do và sống ở hải giới. Bọn họ một số đã lấy chồng là các bộ tộc, một số vẫn còn sinh sống độc thân. Nhờ vào sự chiếu cố của Chu Phục Sinh và sống trong hải khí của hải giới, nên bọn họ đều sống rất tốt và lâu già lâu chết đi. Sau khi Chu Phục Sinh tập hợp tất cả lại, bọn họ đa số đều muốn ở lại hải giới và xin phép được tự do lên bờ để về thăm nhà. Lúc Lạc Trị Ngư đóng dấu đồng ý cho bọn họ, còn không quên nhìn Sơ Yến một cái. Cô cười cười rồi nói với họ: "Trước nay dân làng Vũ Trạch đều tưởng rằng hải thần là một tên ác thần chuyên hưởng trinh nữ đó. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng là trong lòng hải thần là người như thế nào. Hôm nay vì để bày tỏ lòng biết ơn, mọi người có thể cùng nhau về làng một chuyến. Ai còn cha mẹ thì đoàn tụ, ai không còn có thể thắp cho họ một nén nhang an ủi linh hồn, sau đó nói với dân làng tất cả mọi việc, để họ không còn phải sợ hãi hay oán trách hải thần nữa. Có được không?" Bọn họ đều cảm thấy vô cùng có lý và gật đầu ngay. Lạc Trị Ngư nở một nụ cười vui vẻ, len lén trong tay áo nắm lấy tay Vũ Sơ Yến. Một đội hải binh hộ tống bọn họ về làng Vũ Trạch. Hôm ấy vừa vặn là ngày trăng rằm, trăng tròn vành vành soi sáng xuống mặt biển bao la. Lạc Trị Ngư và Vũ Sơ Yến cũng đi phía sau đoàn người. Sơ Yến cầm miếng ngọc của Tô Mục Dương trong tay, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía núi Xuyên Mộc.
Gần đến bờ, hai người họ tẻ đoạn đi lên núi Xuyên Mộc. Lạc Trì Ngư này cũng rất lắm trò. Hắn bế Vũ Sơ Yến chạy lên núi bằng đường biển. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Vũ Sơ Yến vô cùng thích thú. Đến đội hoa mẫu tử, Lạc Trì Ngư mới thả cô xuống. Trì Ngư hái một khóm hoa dại đặt lên mộ của Diệp Lam, sau đó nắm tay Vũ Sơ Yến quỳ bái bà. Tiếp theo là đến mộ của Tô Mục Dương. Lạc Trì Ngư nói Vũ Sơ Yến viết chữ xấu như cua bò. Hắn còn cẩn thận khắc cho Tô Mục Dương một tấm bia khác bằng cổ ngữ. Sơ Yến mông lung nhìn về phía ngôi đền trên đỉnh núi. Không biết Tô Mục Dương bây giờ có đứng ở đâu đó nhìn bọn họ hay không. Sau khi sửa sang lại một phần, hai người họ lại nắm tay nhau đi về phía đền Sơn Thần trên đỉnh núi. Từ khi Tô Mục Dương chết đi, cây cối trên núi héo tàn quá nữa, cỏ xanh dưới chân biến thành khô héo. Mỗi bước chân đều nghe tiếng sột soạt phát ra. Thế nhưng gần đến cổng đền thì cây xung quanh đều xanh tươi, trĩu nặng quả xuống. Dưới đất các loại hoa cỏ đua nhau vươn lên khoe sắc. Hai người bọn họ đồng thời nhìn nhau, bước chân có phần nhanh hơn, đường theo đám chuông gió treo hai bên bậc thang vào đền. Càng đến gần, hoa cỏ càng thêm tốt tươi. Ở gần cửa đền xuất hiện một con hồ ly màu trắng tám đuôi, rất nhỏ, đang cuộn mình nằm đó. Nó đang ngủ, nhưng thú giữ đền lại không dám đến gần, chỉ có thể ở phía xa nhìn tới. Vũ Sơ Yến gọi một con thú giữ đền đang nấp gần đó, hỏi ra mới biết con hồ ly này xuất hiện ở đây sau 3 ngày khi Tô Mục Dương chết. Nó không bị thương, nhưng chỉ quanh quẩn ở xung quanh đây. Ngoài bọn chúng là thú giữ đền thì những con thú khác hoàn toàn không dám đến gần. Nếu có đến gần, một khi đối diện với nó đều sẽ rên rỉ rồi thoái lui chạy mất. Vũ Sơ Yến tiến lại gần. Ánh trăng len lỏi qua tán cây soi xuống người nó. Hình dạng này thật sự giống quá. Liệu trên đời này có phép màu xảy ra hay không? Nghe thấy hơi người, hồ ly mở bừng hai mắt, sau đó đứng dậy đề phòng. Nhưng khi bắt gặp Vũ Sư Yến, nó đột nhiên chạy tới quấn lấy chân cô. Cảm giác như bọn họ vô cùng thân thuộc. Vũ Sư Yến ngồi xuống, ôm nó một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Trì Ngư. Cả hai cùng nở một nụ cười. Người này chết đi, sẽ có người sau thay thế. Tạm biệt, rồi sẽ có ngày gặp lại. Sơ Yến đem mớ lông của Tô Mục Dương mà cô lấy được lúc bế xác hắn về núi, rồi đưa cho Lạc Trì Ngư kết thành một chiếc vòng cổ. Cô đem miếng ngọc của Tô Mục Dương để lại xỏ vào vòng cổ, đeo lên cổ cho hồ ly. Với khí thế như vậy, tin chắc rằng nó sẽ là một sơn thần đời kế tiếp rất tốt. Hai người họ rời khỏi núi Xuyên Mộc. Lúc xuống núi còn quay đầu lại nhìn, cảm giác như Tô Mục Dương đang đứng trên núi vẫy tay chào bọn họ. Núi cao đã an bài. Tô Mục Dương, ngày sau gặp lại. Bọn họ về làng Vũ Trạch là lúc trời vừa sáng. Đêm qua làng Vũ Trạch đã có một niềm vui lớn trong 100 năm qua. Nhà nhà đều mở hội ăn mừng. Nay bọn họ đều có thể tự do ra ngoài vào buổi tối. Họ còn có thể sống mà không cần sợ hãi cái gì. Hai ngôi đền Sơn Thần Hải Thần đều đã được thắp đèn sáng sủa. Tuy rằng làng Vũ Trạch vẫn không được đánh bắt cá, nhưng họ từ nay đã được sự bảo vệ của cả hải giới. Lạc Trị Ngư lần đầu tiên lộ diện trước đám đông. Nhìn bộ dáng của hắn khiến cho cả làng đều không thể tin được. Hải thần trong tưởng tượng của bọn họ chính là một quái vật xấu xí, chứ không phải một tướng mạo đoan chính đẹp đẽ của Lạc Trị Ngư. Làng Vũ Trạch đã ổn định, núi Xuyên Mộc cũng không có gì phải lo lắng. Vũ Sư Yến tranh thủ xử lý hết những việc vặt khác, rồi từ biệt ông Vũ Nhị mà về lại hải giới. Lạc Trị Ngư không còn nhiều thời gian nữa, bọn họ nhất định phải quý trọng khoảng thời gian ít ỏi này. Dân làng đưa tiễn họ, Lạc Trì Ngư lại vác con thuyền ma để đưa Vũ Sư Yến trở về. Đúng là hắn cũng có một mặt này,
thật biết dọa người ta. Sơ Yến cùng với mọi người nói chuyện vui vẻ. Cô cũng đã nói với bà con về sự thật mình chính là Tô Lệ Á, và Vũ Sơ Yến thật sự chỉ là một con rối của phản đồ hải giới mà thôi. Dù sao nhà họ Vũ vẫn là nhà lương thiện, để mọi người không nói ra nói vào về việc đó nữa. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng cô vẫn muốn làm rõ, bởi vì cô muốn trả ơn nhà họ Vũ. Sơ Yến nói chuyện với mọi người xong thì đã thấy Lạc Trị Ngư ở dưới thuyền từ lúc nào. Bộ dạng của hắn lơ đễnh, chắp tay phía sau, vô cùng cao ngạo. Ấy vậy mà lúc cô vừa định bước xuống, hắn đã vội khom người đưa tay đỡ cô. Sơ Yến bất ngờ bụm miệng cười. Không ngờ ở hải giới cũng có những hành động này. Thế nhưng vẫn còn chưa hết. Tay phải của hắn chìa ra đỡ cô, tay trái lại đưa ra một bó hoa mẫu tử. Vũ Sơ Yến chưa kịp bước xuống thuyền thì Lạc Trị Ngư đã nói: Vũ Sơ Yến, ta thích em lâu lắm rồi. Không biết em có thể cho ta vinh hạnh được làm chồng của em hay không? Cả làng đều ồ lên thích thú. Vũ Sơ Yến giật bó hoa rồi mỉm cười gật đầu. Vừa hay ta cũng thích ngài, chúng ta cưới nhau đi. Đây đúng là vui càng thêm vui. Làng Vũ Trạch chưa bao giờ có được niềm vui mỹ mãn như lúc này. Lạc Trị Ngư ôm ngang eo đỡ Vũ Sơ Yến xuống thuyền. Thuyền ma cũng bắt đầu tự động cót két trôi đi. Dân làng trên bờ vẫn chưa thôi cười, cùng nhau vẫy tay tạm biệt. Vũ Sơ Yến đưa tay vẫy với cha cô. Ông ấy thật sự đang rất vui. Lạc vào ngôi làng cổ này và bị kẹt lại ở đây, cuối cùng bị cuốn vào những câu chuyện thần thoại. Vũ Sơ Yến cảm thấy nếu như cô của ngoài kia đã chết rồi, vậy thì hãy yên tâm làm một Vũ Sơ Yến, ở lại hải giới, ở lại làng Vũ Trạch này. Hải giới đã yên bình trở lại. Chu Phục Sinh vẫn thường xuyên đóng kén trị thương. Kỷ Vấn Hành ở vực tử vụ cũng rất an phận, không thấy động tĩnh gì. Không có rùa thần, Lạc Trị Ngư có phần bận bịu hơn. Nhưng Vũ Sơ Yến cũng không chịu ở yên trong hải cung mà theo hắn ra ngoài. Sau khi nghe tin hải thần, một kẻ diệt trừ gian thần và đã có sức mạnh trở lại, thì các bộ tộc đều không dám ho he gì nữa. Quỷ biển ở các khu vực khác đều không dám quá lộng hành, không lộn xộn như lúc Lạc Trị Ngư bị nhốt trong đền hải thần. Đặc biệt Lạc Trị Ngư không hề truy cứu chuyện Kỷ Vấn Hành thêm nữa. Có lẽ hắn đã điều tra ra ngọn nguồn sự thật về lý do mà Kỷ Vấn Hành đã làm như thế. Có lẽ hắn biết mọi việc mà Kỷ Vấn Hành đã làm đều có nguyên nhân của nó. Dù sao Vũ Sơ Yến cũng không cần để tâm. Từ sau vụ việc hải ly đó, cô đã có cái nhìn khác hẳn về Lạc Trị Ngư. Bên ngoài trông hắn có vẻ bất cần đời, nhưng thật ra mọi nước đi của hắn đều rất khôn ngoan, tỉ mỉ. Hôm nay đang ăn cơm thì Vũ Sơ Yến đột nhiên buồn nôn, sau đó chạy ra ngoài nôn khan mấy lượt. Tất cả đồ ăn của hải cung đều là đồ chay, hoàn toàn không có thứ vị tanh để cho cô phải nôn cả. Chu Phục Sinh đứng một bên khẽ cau mày, sau đó cúi đầu nói: Hải thần, ngài đã cùng hải mẫu... Lạc Trị Ngư gật đầu, sau đó như sực nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên vui vẻ nói: Không lẽ... Hải thần à, vẫn là nên mời người về kiểm tra cho chắc chắn đi. Thần sẽ đi ngay bây giờ. Chu Phục Sinh nói xong thì vội vã ra ngoài. Vũ Sơ Yến đang mệt mỏi, quay lại bắt gặp Lạc Trị Ngư cười rất tươi. Cô ngồi xuống hỏi hắn: Sao vậy? Có chuyện gì vui hả? Không sao, sức khỏe em không ổn. Lát nữa có người đến kiểm tra cho em, xem thử như thế nào nghe. Vũ Sơ Yến gật đầu, sau đó gắp cơm trắng trong chén bỏ vào miệng. Một lát sau, Chu Phục Sinh đem ngư y quay lại khám cho cô. Lạc Trị Ngư ở bên cạnh vô cùng sốt ruột, hắn cứ đi qua đi lại. Vũ Sơ Yến nhìn hắn đến chóng cả mặt. Trị Ngư à, ngài làm ta chóng mặt quá. Lạc Trị Ngư đang đi thì vội phanh gấp, chỉ thiếu điều nín thở. Nữ ngư y điềm đạm cũng phải bật cười, sau đó trả tay lại cho Vũ Sơ Yến
rồi đứng dậy khom người nói: "Chúc mừng Hải Thần, Hải Mẫu đã mang thai rồi." "Chúc mừng Hải Thần, chúc mừng Hải Mẫu, chúc mừng Hải Giới." Chu Phục Sinh và Hải Binh thị nữ có mặt đều quỳ xuống đồng chúc tụng. Lạc Trị Ngư khuôn mặt với biểu cảm bối rối, không biết phải làm sao cho đúng. Thị nữ ngư y đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh Vũ Sơ Yến. Sơ Yến vô thức sờ vào bụng mình, tạm thời quên đi nỗi lo âu kia. Lạc Trị Ngư cho người chiêu cáo cho cả Hải Giới về việc Hải Mẫu mang thai. Tất cả các bộ tộc đều đồng loạt gửi quà mừng đến. Làng Vũ Trạch cũng gửi rất nhiều trái cây tới. Ở trong đống quà nhận được, Vũ Sơ Yến nhìn thấy có một món đồ gửi từ Vật Tử Vụ. Cô lây hoay một lát, cuối cùng quyết định không mở ra mà bỏ lại một góc. Đã qua thêm 2 tháng nữa, bụng của cô đã nhô lên một chút. Lạc Trị Ngư không cho cô vận động mạnh, bắt cô ở trong phòng nghỉ ngơi. Vũ Sơ Yến lại là ai? Chân đi của cô sao có thể ở yên được? Dù sao vẫn cần phải đề phòng, cô vẫn chỉ nên đi lại gần ở đó mà thôi. Nghĩ lại, chỉ có khu vực hồ phục sinh là an toàn. Cô bèn đi đến dạo chơi một lát. Lạc Trị Ngư đuổi theo sau lưng. Hắn tới gần cúi xuống áp tai vào bụng Sơ Yến mà nghe. Đột nhiên cô cảm thấy cái thai trong bụng đạp mạnh một cái. Sau đó thì hỏa tí bắt đầu chạy loạn xạ, kêu lên inh ỏi. Nhưng không kịp để cho Vũ Sơ Yến phát giác, Lạc Trị Ngư đột nhiên ngã xuống đất. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cấm chú trong người Lạc Trị Ngư đã đến lúc phát thắng. Vũ Sơ Yến ngồi xổm xuống đỡ Lạc Trị Ngư đang đau đớn quằn quại mà gọi lớn: "Chú Phục Sinh, chú Phục Sinh!" Trị Ngư nắm lấy tay cô. Vũ Sơ Yến nhìn hắn, hắn khẽ lắc đầu nói: "Đừng gọi hắn, ta có thể chịu được." "Lạc Trị Ngư, ta phải làm gì để cứu chàng đây?" Vũ Sơ Yến nắm lấy cánh tay Lạc Trị Ngư mà khóc nấc lên. Lạc Trị Ngư cố gắng mỉm cười nhìn cô: "Em không cần làm gì cả." "Sơ Yến ơi, không cần làm gì cả. Em chỉ cần nuôi dưỡng con của chúng ta thật tốt." "Không, ta không muốn nuôi con một mình. Ta không muốn làm quá phụ. Có ai có thể giúp ngài hay không?" Sơ Yến lắc đầu ngoài ngoại. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô vẫn không thể chịu nổi. Lúc này Chu Phục Sinh đã phá kén ra ngoài. Hắn chạy đến, lại muốn cùng với Lạc Trị Ngư mạng đổi mạng. Lạc Trị Ngư siết chặt cánh tay hắn, lắc đầu khó chịu nói: "Không thể, ngươi không thể phá được cấm chú. Ngươi làm vậy chỉ lãng phí sinh mạng mà thôi. Hai thần, cho dù lãng phí sinh mạng, thần cũng phải thử. Mệnh của thần là để bảo vệ ngài." "Chú Phục Sinh!" Chú Phục Sinh còn chưa nói hết thì đã bị Lạc Trị Ngư ngắt lời: "Ngươi sinh ra không phải để bảo vệ ta. Ngươi là bạn của ta. Ngươi có sinh mệnh và cuộc sống riêng của mình. Ta muốn ngươi dùng sinh mệnh đó bảo vệ mẹ con của Sơ Yến với tư cách là một người bạn. Có được hay không?" "Lạc Trị Ngư, để ta cứu ngươi." Bên ngoài có kẻ đi vào, là Kỷ Vấn Hạnh. Hắn vừa vào tới đã nói ngay: "Ta luyện cấm thuật từ bé, có thể sẽ dạy được." "Thật sao?" Mặc kệ lời của Vũ Sơ Yến, Lạc Trị Ngư hỏi hắn: "Ngươi sẽ phải đánh đổi thứ gì?" "Ta không biết, phải thử mới biết được. Có thể là đôi chân này." Kỷ Vấn Hạnh không buồn không vui nói. Lạc Trị Ngư lại lắc đầu: "Không được. Sở trường của ngươi là chạy nhanh như gió. Mất đi đôi chân, sao ngươi có thể chịu được chứ?" Kỷ Vấn Hạnh ngồi xổm xuống bên cạnh, thoáng nhìn Vũ Sơ Yến rồi nói: "Ta tu luyện cấm thuật chỉ để trả thù. Nay thù đã báo rồi. Hạ giới không còn loạn thần, ta tự khắc không cần nó nữa. Nhưng ngươi,
ngươi còn vợ còn con phải chăm sóc, vẫn không được. Lạc Trị Ngư nói không được hết câu, đã bị Kỷ Vấn Hành dứt khoát đánh ngất đi. Vũ Sơ Yến lấy tay lau nước mắt cho hỏi: có thể chữa được sao? Có thể, nhưng một mình sức của ta không đủ. Phải để hắn ngủ vùi trong lòng đại dương 100 năm. Con của biển cả, hãy để biển cả tru hắn ngủ say. 100 năm sau, khi duyên cơ tới, hắn sẽ tỉnh lại. Kỷ Vấn Hành bế Lạc Trị Ngư lên, chạy về phía Vân Ngư Trị của Lạc Trị Ngư. Chu Phục Sinh cũng đưa Vũ Sơ Yến đến đó. Ta phải lập tức phong ấn hắn, nếu không tất cả sẽ muộn. Sơ Yến đi tới bên cạnh Lạc Trị Ngư, lấy tay sờ lên mặt hắn, sau đó cúi người hôn lên trán hắn một cái, rồi quay đầu nói với Kỷ Vân Hành: phong ấn đi. Mười năm sau tại hạ giới, Vũ Sơ Yến đã sinh ra một đứa con trai gọi là Tiểu Ngư. Tiểu Ngư ấy giống với Lạc Trị Ngư như đúc. Mọi việc lớn nhỏ của hạ giới bây giờ đều là do một tay Vũ Sơ Yến quyết định. Chu Phục Sinh nói hắn sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để bảo vệ cho hai mẹ con cô, đợi ngày Trị Ngư trở lại. Tiểu Ngư vô cùng thích Kỷ Vấn Hành, mỗi ngày đều đến vực Tử Vụ tìm hắn. Hôm nay đến lượt Vũ Sơ Yến đưa nó đi. Từ phía xa xa đã thấy Kỷ Vấn Hành được thị nữ đẩy xe lăn ra đón, giống như mỗi ngày hắn đều chờ đợi Tiểu Ngư đến chơi cùng. Vũ Sơ Yến một đường đi đến Vân Ngư Trị, bị linh thú luôn bay theo sau lưng cô. Cô cứ ngồi như thế nhìn về biển cả cho đến lúc mặt trăng đã nhô cao lên biển. Cô không hề biết rằng ở sau lưng cô luôn có một Chu Phục Sinh dội theo. Vũ Sơ Yến nhìn trăng sáng sâu trên mặt biển, bất giác nói một câu: giờ đây núi cao biển rộng, chỉ còn mình ta. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Cô Dâu Hải Thần của tác giả Tịch Hạ. Với cách kết truyện này thì chúng ta hy vọng rằng tác giả sẽ còn những cái bộ truyện có liên quan hoặc là mang một cái thể loại giống như vậy, để chúng ta có thể tiếp tục nghe những cái câu chuyện mang tính chất huyễn hoặc thần thoại. Có thần, có thánh, có người, có quỷ ma, có những câu chuyện tình rất là đẹp ở trong đó. Đối với Huy thì một cái kết như vậy nó đã trọn vẹn rồi. Nhưng mà theo Huy nghĩ thì Tịch Hạ cũng sẽ có cách để mà triển khai tiếp một bộ truyện khác, và Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả khi mà Tịch Hạ hoàn tất nó nhé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một bộ truyện để nghe tiếp theo về hành trình của Hải Thần, của Hải Mẫu và của cả Sơn Thần Tô Mục Dương nữa. Quý thính giả nghe truyện, đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta, tiếp thêm động lực cho họ bằng việc theo dõi trang Facebook của Tịch Hạ. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào trưa ngày mai với tập đầu tiên của Ngủ Cùng Người Chết, tác giả Thảo Trang.